làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhớ con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi,
mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Tại mẹ đêm lành còn ai chớ che, đêm lành còn ai chớ che cho con. Khóc mẹ nhiều lắm, khóc ơi mẹ tôi xa rồi. Khóc mẹ à ơi, thiên thu xa mẹ ngàn khơi. Ní non trăm chiều, nhớ mẹ chín chiều ruộng đau. Trẻ đâu nên tội, mất mẹ con đành mồ gọi mẹ trong giấc chiêm bao. Lá xanh trên cành nó buồn canh canh, gió mưa trong đời lá vàng mẹ rơi. Mẹ ơi,
con với mẹ lắng trong sương mơ, mẹ thầm thương nhớ mẹ xa mịt mù, khóc mẹ ngàn thu lắng trong sương mơ, mẹ thầm thương nhớ mẹ xa mịt mù, khóc mẹ ngàn thu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đầu cho phần lễ tang hôm nay, đội lô cấu trại hồng mai khác chúng tôi xin phép sổ một hiệp lô cấu để sưởi ấm linh hồn của bà, coi như là báo động trước khi làm bữa lễ động về di quan. Của địa phương, kính thưa toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay cùng gia đình Tam Quyến kính mến, thì đưa lên cửu cho bà Nguyễn Thị Tư hưởng thọ 67 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, gồm những phần việc như sau. Và sau đây ban lễ tang xin phép thông qua toàn bộ nội dung chương trình tang lễ, thời gian và công việc cụ thể cho các cấp chính quyền địa phương cũng như toàn thể quý bà con cô bác và gia đình Tam Quyến chúng ta được rõ chương trình tang lễ. Chương trình lễ tiễn biệt bà Nguyễn Thị Tư về nơi an nghỉ cuối cùng như sau.
vào lúc 13 giờ, có nghĩa là 1 giờ chiều. Lễ nguyện hương. Lễ nguyện hương này là ném tấm hương cầu nguyện lần cuối cùng của tăng quyến. Trong lễ nguyện hương, ban tăng sẽ mời lần lượt từ hàng anh chị em bên ruột của bà, anh chị em bên chồng, quý thông gia của bà, chồng bà, rồi các con các cháu bà con thân bằng quyến thuộc, lần lượt theo lời mời của ban lễ tang sẽ thắp cho bà nén hương cầu nguyện lần cuối cùng trước khi tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ trong chương trình lễ nguyện hương vào lúc 13 giờ. 13:20 lễ với linh cữu nguyện hương, và sẽ có đôi lời phát biểu chia buồn đến từ đơn vị đội mai táng. 13:30 bài cảm tạ của gia đình. 13:40 đội mai táng có màn múa song lân để viết chí linh cữu của bà, và coi như là lân dọn đường cho buổi lễ đồng di quan. 13:50 chương trình ca tế, hay còn gọi là bài ca tiễn biệt. 14:10 lễ đánh phá hoàng để trừ hết tà ma sát quỷ để tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. 14:50 làm lễ độc quan, sau đó chiếc linh cữu của bà được di quan đến nguyệt là an táng hạ nguyệt cho bà vào lúc đúng 15 giờ. Quý chúng ta tạm thời gác mọi công việc lại, nhờ bà con hàng xóm tiếp giúp dùm. Ai có đội tang thì mặc đội tang lên cho chỉnh tề, rồi chúng ta tập trung về phía trước sân toàn bộ để làm buổi lễ nguyện hương. Đây là nén hương cầu nguyện lần cuối cùng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hương hồn của bà sớm được giảng sanh phiêu diêu về miền cực lạc. Sau đây ban lễ tang xin phép đi vào buổi lễ nguyện hương tiễn biệt. Và kính thưa toàn thể quý bà con cô bác cùng gia đình tăng quyến kính mến, ông bà xưa cũng có câu: sơn trung hữu mộc, thiên niên thọ, thế thượng nan tồn, bách tuế nhân. Có nghĩa là trên rừng núi có những cây sống hàng ngàn năm, nhưng trên đời khó ai họ đến trăm tuổi. Nay vì mạng số mà bà Nguyễn Thị Tư đã thật sự xa rời chúng ta, xa rời bà con thân tộc láng giềng, xa rời chồng và tất cả các con các cháu, bà ra đi hưởng thọ 67 tuổi. Đã đến chương trình nguyện hương, gia đình đã mất một người thân, tổ quốc mất một công dân hữu hiền, hương hồn của bà có sớm được tiêu diêu là nhờ ơn tất cả chúng ta thắp hương và nguyện cầu. Tiễn biệt lần cuối cùng của tăng quyến, trước tiên là nén hương tiễn biệt của hàng anh chị em, trước tiên là anh chị em bên ruột của bà Tư. Và anh chị em bên ruột của bà theo sự cấp của gia đình đại diện cho anh em bên ruột, chỉ có đại diện ở đây có một người, ông anh rể. Ông anh rể đó là ông Hai Vinh ạ. Và ban lễ tang xin trân trọng kính mời. Nén hương này là tình nghĩa anh em đến đây đặt nghìn thu ngăn cách, vì em đã về âm cảnh, anh chị thì ở lại chương trần, thủ túc nay đã chia lìa cách biệt âm dương. Thì tiếp theo chương trình lễ nguyện hương theo thông lệ là nén hương tiễn biệt của anh chị em bên chồng của bà Tư. Nhưng anh chị em bên chồng của bà theo sự cấp của gia đình, một phần vì đã qua đời, một phần vì đã thắp hương và làm lễ viếng rồi, và một phần nữa lý do già yếu sức khỏe nên không có mặt ở đây. Vì vậy nén hương tiễn biệt của anh chị em bên chồng của bà Tư thì ban lễ tang xin phép được thông qua. Đây là ngang hàng với bà Tư nhưng là anh chị em thân tộc. Ông bà xưa cũng có câu: bà con chung một ông bà, thương nhau một mực như ngày còn thơ bờ, cầu cho hồn thổi bơ vơ lạ lời. Thưa xong mà mấy gì trở ra ngồi bàn ghế để dự chương trình tăng lễ. Ông bà xưa cũng có câu: chung ông nội cùng ông ngoại, tình nghĩa chúng ta rất thương nhau. Hôm nay âm cảnh dương trần, ngậm ngùi đau xót tiễn người bà con. Chú bán cô cậu bằng gì? Biệt của anh chị em thân tộc thì tiếp theo chương trình lễ nguyện hương đến phần nén hương tiễn biệt của quý thông gia của bà, hay còn gọi là xui gia của bà. Và quý thông gia của bà theo sự cung cấp của gia đình, cụ bà cũng có một người thông gia,
có mặt ở đây để tiễn biệt người tham gia của mình về nơi an nghỉ. Dạ, ban giám khảo xin trân trọng kính mời ông Trần Minh Tâm ạ. Dạ, trân trọng kính mời Văn Tâm. Tham gia là nền tảng vững chắc cho các con các cháu xây dựng gia đình, xây dựng hạnh phúc. Dạ, cầu nguyện cho hương hồn của người tham gia của mình sớm được tiêu diêu về miền cực lạc. Thì tiếp theo chương trình lễ nguyện hương đến phần nén hương tiễn biệt người chồng suốt mấy mươi năm đầu ấp tay gối của bà Tư. Và ban lễ tang xin trân trọng kính mời ông Quỳnh Văn Vuông và cháu mời chú Úc trở về phía trước linh cường. Vợ chồng suốt mấy mươi năm đầu ấp tay gối, từng hoàng nồng ấp lạnh, từng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, cùng chung tay nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay người vợ của mình bà Nguyễn Thị Tư không còn nữa, bỏ lại ông Quỳnh Văn Vuông và các con các cháu ở lại trên đời này. Ông dân ba nén tâm hương tiễn biệt người vợ hiền về nơi an nghỉ. Ông hứa như hồn của vợ mình trọng trách nuôi dạy các con các cháu, ông vẫn thực hiện từ đây trên suốt quãng đời còn lại của mình. Và trước khi các nhánh con ruột cháu ruột lên dân nén tâm hương cuối cùng và lại bốn lại tiễn biệt người mẹ người bà về nơi an nghỉ, thì ban lễ tang xin phép gia đình Tam Quyến cho ban lễ tang được trình bày nói dài ý, kể dài văn, nói về tình mẹ thương con. Giọt nước thì không bao giờ chảy ngược, cả cuộc đời mẹ dành trọn cho con, trông theo các con từng bước chân đi. Mẹ hạnh phúc khi nhìn các con khôn lớn, nhưng tình yêu thương mẹ dành cả cho các con. Và nói về công lao dưỡng dục sanh thành của cha và mẹ, thì từ xưa đến nay không nhà văn, nhà thơ, không giấy mực nào viết hết, tả hết được tấm lòng của mẹ và cha. Trong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi các con khôn lớn, gian cái tấm thân mình cha che chở cho đời con. Để mẹ hương của các gánh con cháu ruột của bà Tư, thì bà ta sẽ mời gánh người con trai lớn anh Quỳnh Văn Cường. Mời anh Cường hãy cùng vợ con. Cây khô đâu thể mọc chồi, mẹ già đâu thể sống hoài các con. Mẹ già như chuối chín cây, gió lai phải rụt con thời mồ côi. Rồi mời toàn bộ gia đình chúng ta xá lễ ba xá. Rồi mời anh thượng hương lên. Rồi khoan khoan cho nội trở lại. Rồi chúng ta trở ra vị trí cũ. Cha mẹ thì quỳ trước. Lại thứ nhất xin mẹ về chức giám. Lại thứ hai con xin đáp nghĩa sanh thành. Lại thứ ba cầu hồn mẹ sớm được tiêu nhiêu. Và lại cuối cùng mẹ con bà cháu mình đến đây nghìn thu đành vĩnh biệt. Rồi gia đình đứng lên xá lễ mẹ bà mình ba xá. Rồi gia đình mình tự do trở ra công việc tiếp xúc bà con cô bác ở chia buồn. Bà lễ tang xin mời gánh người con trai tiếp theo anh Quỳnh Minh Đăng ạ. Mời anh Đăng hãy cùng vợ con mình. Công cha như núi lớn trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi. Mời hai bà xá lễ ba xá. Thượng hương lên cho mẹ mình. Rồi hai bà trở ra quỳ xuống lại một lượt. Mẹ đã ra đi đi thật rồi, đau lòng con trẻ lắm mẹ ơi. Chúng con xin cầu nguyện cùng Đức Phật phù hộ hồn mẹ chốn quỳnh tuyệt. Hai bà đứng lên xá lễ mẹ mình ba xá. Rồi mời hai bà tự do. Thì bà lấy tang xin mời những người con trai Úc anh Quỳnh Minh Trúc và anh Trúc hai cùng vợ con trở về phía trước. Công gia đức mẹ cao dài, cơ mang thiếu nước những ngày còn thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ sông thân.
mời gia đình xá lễ ba xá, rồi mời gia đình thượng hương lên cho mẹ, cho bà nội mình. Cha mẹ thì quỳ xuống trước, rồi chúng ta lại đi. Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào nhớ mẹ thương cha, dưỡng sinh ơn tở đất trời, cha khuyên mẹ dạy xin nhớ lời đừng quên. Rồi mời gia đình đứng lên xá lễ mẹ bà mình ba xá, rồi gia đình mình tự do trở ra công việc tiếp xúc bà con cô bác chia buồn. Chúng ta xá lễ thượng hương nén hương là cuối thôi, bằng cái ta xin phép miễn lại các người cháu do số lượng các người cháu đông lắm. Rồi chúng ta ai đã nguyện hương rồi, rồi xá lễ thượng hương lên, nguyện cầu cho cô dì bác thiếp mở dâu mình nén hương lần sau cuối, rồi xá lễ tự do. Ba người ta xin phép miễn lại các người cháu, do số lượng cháu thì đông lắm, tránh người này lại chồng lên người kia. Và kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, đứng trước linh thụ của bà Nguyễn Thị Tư là đội ngũ rất đông, rất đông các người cháu. Có người gọi bà bằng cô, bằng dì, cũng có người gọi bà bằng bác, bằng thiếp, bằng vợ dâu, cũng đang gặp người nén hương tiện biệt trên tay và cầu chữ hương hồn cô dì bác thiếp vợ dâu của mình sớm được giảm thanh thiêu nhiêu về miền cực lạc. Những lời bác thiếp cô dì dạy, đạo làm người các cháu phải khắc ghi. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn dẹp nguyên. Dâng lên nén hương thơm nghĩa tình để có nén hương những lời cầu nguyện. Và thành phần tiếp theo và thành phần cuối cùng trong chương trình lễ nguyện hôm nay, bà ta xin trân trọng kính mời bà con thân tộc, bà con hàng xóm láng giềng. Những ngày đi hôm qua thì cũng chính bà con thân tộc, bà con hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đến giúp đỡ gia đình cho bà Tư về nơi an nghỉ cuối cùng. Thật chí tình chí nghĩa với câu bà con xa không qua láng giềng gần, câu nói nghĩa tình thật chí thân. Trên lễ nguyện hương thắp nén hương cuối cùng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hương hồn của bà Nguyễn Thị Tư hưởng thọ 67 tuổi sống được giảng sanh tiêu diêu về miền cực lạc. Chương trình lễ nguyện hương đến đây xin phép được khép lại. Em trong đội mai táng trại hồng bảy khác, chúng ta tập trung hàng ngũ chỉnh tề để tiến hành làm lễ duyên cử, có nén hương chia buồn và đôi lời phát biểu. Mời anh em trong đội. Chúng tôi xin được giới thiệu, đây là đội mai táng của trại hòm Bảy Cát chi nhánh chợ Nhà Mất. Đội mai táng chúng tôi chiều hôm nay có trách nhiệm tiễn đưa linh cữu cho bà Nguyễn Thị Tư hưởng thọ 67 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Và trước hết xin phép cho toàn đội thắp cho bà nén hương buồn tiễn biệt. Chiều hôm nay toàn đội cùng hết sức là vui mùi khi phải nói lời phát ôn cùng với gia đình công viên và nói lời vĩnh biệt đối với bà Nguyễn Thị Tư hưởng thọ 67 tuổi. Thưa tất cả quý bà con kính mến, 67 năm qua cụ Tư đã sống với chúng ta trên quê hương này và cũng để lại trong lòng của chúng ta biết bao nhiêu là tình nghĩa. Hôm nay vì số mệt cho nên cụ Tư phải thật sự xa rời chúng ta vĩnh viễn. Dẫu biết rằng sinh lão hoạn tử là quy luật tất yếu mà mọi con người chúng ta không ai tránh khỏi, nhưng mấy ai tránh khỏi vui mừng xúc động khi phải đứng trước một hoàn cảnh phân ly tử biệt như thế này. Cho phép chúng tôi gửi đến thân tộc và gia đình tâm quý
Một lần nữa, lời thành kính chia buồn sâu sắc được sự chấp thuận của gia đình Tam Quý, cũng như là sự cho phép chính quyền ấp Bà Vèo, xã Lương Thế Chân, đoàn mai táng được phép trở về đây, kết hợp với gia đình và chính quyền để tổ chức chương trình lễ tang và tiễn đưa linh cữu cho cụ bà Nguyễn Thị Tư về đến nơi yên nghỉ cuối cùng đứng trước vong linh của cụ. Chúng con xin hứa, chúng con sẽ nguyện một lòng đem hết sức lực của mình để phục vụ cho buổi tang lễ của cụ hôm nay, và cũng không quên cầu nguyện của người thân tổ và họ đồ linh hồn cụ được thanh thản nhẹ nhàng về đến cõi Tây Phương Phật, để tỏ lòng thương tiếc cụ Tư trước khi làm các tiết mục buổi lễ đưa tỷ cụ về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin phép tang gia hiếu nguyện cho đội mai táng cũng được dành một phút mặc niệm trước linh cữu để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn của bà. Một phút mặc niệm này, chúng tôi cũng xin phép mời bà con hãy vui lòng đứng lên trong cái thời khắc thiêng liêng và linh thiêng này. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý bà con hãy vui lòng đứng lên dành một phút mặc niệm cùng với đội mai táng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện tiễn đưa linh hồn của bà trước khi bà về đến nơi yên nghỉ. Tất cả hướng về linh cữu nghỉ nghiêm. Một phút mặc niệm cầu nguyện xin được phép cúi đầu. Xin cảm ơn. Giờ mời quý vị chúng ta vào xuống. Hai quý bà con cô bác kính mến, sau lễ viếng linh cữu của đội mai táng thì tiếp theo chương trình lễ tang đó là lời cảm tạ của gia đình. Quá xúc động và bối rối khi mất đi người vợ, người mẹ, người bà của mình, nên bối rối không thể nói lên lời cảm tạ của gia đình được. Và được sự quy nhiệm của gia đình thì ban lễ tang cũng xin phép được thay mặt gia đình xin có đôi lời cảm tạ đến toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em, cũng như chính quyền địa phương các cấp đã giúp đỡ cho gia đình trong suốt thời gian qua. Và lời cảm tạ của gia đình có nội dung như sau. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, kính mến, trước khi tiễn đưa linh cữu cho vợ, mẹ, bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thì tôi xin thay mặt gia đình xin kể lại vài đức tính tốt mà vợ, mẹ, bà của chúng tôi làm được lúc bà còn hiện tiền trên dương thế. Và kính thưa toàn thể quý bà con kính mến, vợ, mẹ, bà chúng tôi lúc xin tiền, bà là người đàn bà hiền lành, đáng kính. Đối chồng xóm, bà là người hàng xóm tốt bụng, luôn thể hiện tình làng, nghĩa xóm, chung tay, lá lành, đùm lá rách. Là một người mẹ, một người bà, mẫu mực đáng kính, luôn yêu thương và dạy dỗ các con, các cháu của mình, nên người có ích cho xã hội. Nhưng tha hồi, câu sinh bất cật cật, tử bất cật thời, và quy luật sinh lão bệnh tử nên khiến xui bà lâm phải trọng bệnh. Nên vợ, mẹ, bà của chúng tôi không qua khỏi, đành chút hơi thở sau cùng ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng, nghìn thu vĩnh biệt. Và kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, vợ, mẹ, bà của chúng tôi năm nay hưởng thọ 67 tuổi. Và gia đình cũng muốn bà sống lâu hơn nữa, vì bà là chỗ dựa tinh thần, là trung tâm điểm của gia đình, để các con, các cháu tụ họp về đây nghe bà dạy lời hay lẽ phải. Đây là một sự mất mát to lớn, một sự mất mát mà không lấy gì bù lấp được. Chính thân tộc và gia đình chúng tôi đang cúi đầu chấp nhận. Và kính thưa toàn thể quý bà con kính mến, thì được sự ưu ái của toàn thể quý bà con cô bác, nên sau khi nhận được tin buồn là vợ, mẹ, bà của chúng tôi đã mãn phần kiện, có lúc mưa, lúc nắng thất thường, đường đi ướt át chân trần, và đặc biệt là có những bà con ở hết sức là xa xôi, vậy mà với nghĩa trước tình sau, dù quý bà con cô bác cùng với gia đình chúng tôi, quý bà con cũng chẳng quản ngại khó khăn, tranh thủ về đây thức đêm thức hôm giúp đỡ gia đình phúng điếu chia buồn thắp hương làm lễ viếng, và lát đây sẽ tiễn đưa linh cữu cho vợ, mẹ,
bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Hết sức có ý nghĩa mà gia đình chúng tôi nguyện kết bỏ ngậm dành, không sao quên được. Xin thay mặt các thân tộc và gia đình gửi toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em cũng như chính quyền địa phương các cấp lòng biết ơn chân thành nhất. Trước nghĩa tình tốt đẹp mà tất cả quý bà con cô bác đã ưu ái dành cho gia đình chúng tôi, thật xứng đáng biết chừng nào chẳng lấy chi đền đáp được. Vậy lát đây sau khi tiễn đưa linh cữu cho vợ mẹ bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng xong, tôi xin thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể quý bà con cô bác hãy dính thêm chút thời gian quý báu nữa ở lại dùng cùng với gia đình chúng tôi một bữa cơm đạm bạc, gọi là chia buồn cùng gia đình. Và trong lúc tan gia bối rối không tránh khỏi những điều thiếu sót, điều này gia đình ta quyến mong toàn thể quý bà con cô bác chúng ta niệm tình thông cảm bỏ qua cho. Và cuối cùng, sau quý bà con cô bác dùng bữa cơm chia buồn cùng gia đình mỹ mãn, quý bà con cô bác ra về, tôi cũng thay mặt gia đình chẳng biết nói chi hơn, chỉ có đôi lời kính chúc toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em cũng như chính quyền địa phương các cấp khi ra về được hưởng lộ bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn luôn gặp được nhiều điều may mắn. Một lần nữa thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn và lễ phép xin kính chào. Con kính mến, như lời giới thiệu ban đầu của ban tổ chức lễ tang, chiều hôm nay trước khi tiễn đưa linh cữu của bà Nguyễn Thị Tư về nơi an nghỉ cuối cùng thì đội mai táng trại hòm bảy khác chúng tôi xin có một màn múa sông lân, múa sông lân để viếng cái linh cữu của bà và coi như là lân dọn đường cho buổi lễ đồng di quan. Có ông hổ ê da da thấy ông địa đó, ông mặc áo đỏ cái bông tròn tròn cái bụng phệ phệ là ông hổ ê da da. Bà con xuống xuống bà con ơi, mời bà con hướng mắt về sân bãi cho màn sông lân viếng linh cữu đó. Nghe lời ông địa đó, ông địa nói quỷ thần ơi cao dễ thần. Hai anh em ruột bà con ơi, hai anh em ruột không ai xa lạ đâu. Ở trên núi toàn bộ đưa cái vò qua kia địa bảo, rồi đưa cái chân qua bên đây cũng làm theo lên thấy không? Sao giờ đâu địa bảo gì làm nấy rồi bà con ơi, nghe lời địa lắm. Rồi thổ địa cho ăn, hai địa cho ăn, thôi cho ăn địa ơi, cho lẽ ta không ta không đau rồi thấy lắm. Sao giờ thấy dính luôn bà con ơi, cho thổ địa cho ăn đây nè. Trời ơi, đất cát cùng xịt thôi, trời ơi trời ăn trời. Mà không có chép dĩ thì mượn chơi để gì đất lại đất ra trời, thổ địa cho ăn lịch sự quá. Con lạc, ê, dành lộn, trời ơi, hai anh em ruột, mình đã giới thiệu hai anh em ruột bà con. Hai anh em ruột mà mỗi có ăn cái dành lộn lộn thiệt à. Anh em ruột, ê, dành ăn ăn được, trời ơi. Rồi con lên nhà, con lên nhà, bút lên nhà, con lên cả, trời ơi, đang hết trên rồi. Con trái gọi lắm cho là cắt lộn ngay, cắt lộn, thấy tròn tròn, trời ơi. Thấy tròn tròn đâu biết con nào cắt con nào. Trời ơi, nó hát mang con đội, con lên cả con trái sao lắm nha. Con xây tròn tròn. Trời ơi, quá đầy. Năm thứ mấy chưa từ bình. À, từ bình rồi cũng còn hai thứ 8, hai thứ 9 gì thôi nè. Rau thì ngủ, trời ơi, mới cao nghiệu giờ nuốt nằm, đẹp đẹp. Giờ ngủ rồi bà con. Bà con thông cảm hai đêm hôm lên hai anh em nhậu với chủ nhà. Đêm hôm đêm cuối sáng đêm hôm chia buồn. Nhậu sáng đêm hôm. Rồi khanh anh chọn vô nguyên ấp bầu bèo mình đêm hôm không ai bị ăn chọn hết trơn. Nhờ hai anh em nhậu sáng đêm khanh anh chọn vô. À bây giờ ngủ miếng rồi bà con mình có này nhậu sáng đêm nữa hai anh em ngủ liền. Ai cần cảm gì điện đạp chi trời ơi quý ơi. Trời ơi. Cho tất cả ngủ miếng rồi tối nay hai anh em nhậu sáng
đêm trời ơi, ngủ ghiền mà không cho ngủ. Tao ơi, đá con lên cả ngủ, con lên cốc đá đánh tao dậy luôn rồi bà con. Giờ nó đánh dậy trước cái đầu còn ngủ, ngủ biết nữa. Đó, phun lửa ơi, đi, đi, cha cha. Dạ kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, như lời giới thiệu ban đầu của ban tổ chức lễ tang chiều hôm nay, để làm cho hương hồn của bà Tư thấy ấm áp trong giờ phút cuối cùng này, thì đội mai táng trại hòm bảy khách chúng tôi cũng xin có một chương trình ca tế, hay còn gọi là bài ca tiễn biệt. Và để thực hiện chương trình ca tế tiễn biệt hôm nay, ban lễ tang xin giới thiệu tiếng hát của cô Cẩm Tú. Cô Cẩm Tú là một thành viên trong ban nhạc lễ của trại hòm bảy khách chúng tôi, sẽ đến chương trình ca tế tiễn biệt bằng bài hát Tiễn Mẹ Ra Phần Mộ. Mời toàn thể quý bà con cô bác và gia đình ta quyến chúng ta cùng lắng nghe. Chỉ một chút lát nữa thôi.
bạn Thanh Bầu trong vai chánh tướng cầm đại đồng đao. Kế bên bạn Hoàng Lĩnh trong vai phó tướng. Bạn Phương Võ trong vai nhị đệ. Bạn Bình Định trong vai tam đệ. Bạn bé sáu bụng thể Tân Hiệp với ông thổ địa gia gia. Và giờ đây chương trình lễ đánh phố hoàng tổ chức lễ động quan và tiễn đưa linh cữu cho bà Nguyễn Thị Tư hưởng thọ 67 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, xin phép được bắt đầu. Này tiên địa du sơn tiên trần cư du xuống hạ tầng xem việc thế gian, trời ơi trời mới xuống giữ xem ách chu còn như vậy sao dân. Nói thì nói vậy xưng tên thế gian được biết. Tên gì? Thì ta đây có gương mặt bê xê. Rồi sao? Bụng lớn hẳn to, bảo tự quan thổ địa. À, thì ra là tên thổ địa. Chà, trẻ. Tay ta nghe tiếng trống gần gian, lại có tiếng thang khóc. Đi thổ địa gia gia ta tới đó xem hắn nào. Vô kiểm tra cẩn thận ông thổ địa. Địa đà mắt thấy nào phải tai nghe sao, trong gia chủ một quan tài chính xác, vậy ta mau trở lại gia đài Thiệu Dương cứu khoa an trở tại nghe. Mới vừa bắn liền trời mấy bò tường vĩ đại trong đại nhà mới đó ta vừa khám xong trong đó chúa Long Hoàng chúng nó có đọt kiếm quan tài các ngài trên đó yêu kiếm loài kiếm lấy đồ họ thân em không hổ đi nhá đâu đĩa đó mấy hoài đâu đĩa mày ra tốt sắc coi gì vậy. Ông nội ngày kia đi đậu thổ là chết chết à. Bước vô chúa nghe được. Được rồi, để đó đi. Cẩn thận có súng trong đó. Có súng hả? Mới băng cái bình thấy không? Ở dưới đậu thổ lên tới sao mà thấy. Bước vô đi, băng chết phải khám lo cho. Không ngại, băng thấy mẹ mấy chậm lần có lo lần nào đâu. Bước này lo, bước vô. Hay thiệt. Đúc cán vô mất dầu. Đây, cái mẹ mới đầu luôn ha. Cái trời bắt tay vô đi bán cái số. Trời ơi, chưa thôi mà gì. Trời bán cái số hả? Làm kia rồi chơi lưng hết hả? Đồ đi bắt cái số hả? Ê, trời ơi, trời ơi, trời ơi, anh em bắt gì ngủ? Trời ơi, trời ông cứu thôi. Làm gì mạnh như trời. Đánh lưng lưng ra. Cứt bà mỗi người cái sức. Trời ơi, thôi địa đó, mình giờ hổ. Cái đám có 50 ngàn đồng bạc. Đánh như con. Lên 20 nha, lên 20 nữa. Lên 20 thôi, 70. 70 nào.
con chết là không con cháu nhà ai trả. Con chối là không nhà thầy luôn. Ông cứ nội thầy bộ chức thêm đến thầy ăn trả. Thầy có thầy lo thôi. Vô lấy dao đi á. Dạ đi ông nè. Lâu chút xíu có ngày rồi chạy tới ngủ chết ổng thiệt. Khép lại bà đi ơi, trời ơi cái quần bày hay quá trời. Có chừng mất cái quần. Vô kiểm tra còn không? Còn không? Đó cái chút trời đất ơi, không nghĩ đâu chồng. Giết quá. Hua 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 h
Cái mai nữa ông kia cái ông vũ phụ trợ là từ bốt xích máu đầu.
trời, tán như nhẹ làm gì tán như trời không quý. Ôi là trời, trời trời, tán cái muốn biết muốn tay luôn rồi, hết nghe luôn rồi, sửa lại đi. Đổ nước vô, đổ nước vô. Ôi trời, được rồi, nghe rõ rồi đó. Hay. Trời ơi trời, nói ở đằng đó tôi nói rồi, một hồi đi vô đây nào, quánh nhẹ nhẹ thôi nha. Ôi là trời, nó vô nó quạo gì mà nó đánh cái dữ trời, trời nó đá cái gì mà nghe hư trời. Thằng quỷ này nó dữ thiệt. Ôi là trời, đó anh trả thằng có 50 ngàn quýnh cho con không đẻ. Biết gì sáng thì lấy giấy số bán với Vũ còn ngon hơn. À, trời, phó tướng đâu rồi? Mày coi cái đầu anh có bị gì không? Cái gì vậy? Trời ơi trời, ở đâu dữ trời vậy? Ờ, mày lấy cái điện thoại đi, mày điện cho taxi đi. Chở anh ra ngoài bà bác sĩ Nam đi. Bác sĩ Nam sáng phụ gần nhậu vũ hả? Ừ. Sáng phụ ông nội đâu? Cái gì sáng phụ? Có nội. Có hổm bắt khâu rồi mà. Thôi kìa. Trời ơi trời, vậy là tao lộn chỗ rồi. Vậy mày lấy cái điện thoại đi, mày điện cho Tô Ngộ Không xuống chợ tán coi. Đâu rồi? Tại sao đâu phải? Tới nhà phấn xì lên, đi qua đây được. Trời, 0919 909 không không có. Điện cho bảy kháng chắc. Hả? Điện cho ai? Cho ông nội bảy kháng hả? Trời ơi, trời ông nội đâu dây là bà đây hay chứ ông làm ăn gì được. Mình bấm lại một nửa con chở cao cao lên chút coi. Cao lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. À? Xin quý khách vui lòng gọi lại. Ủa cố nội mình để lại mình bấm đi. Trời ơi trời, dở cái trò bước lên đó chốt rồi. Rồi. Đó đổ xuống rồi phải không? Trời trời. Cảm ơn lên rồi. Ai gửi cho nó công tác. Con là sư phụ ơi. Gọi là công tác gì không? Trời chiều nay đang đi quan là gặp con yêu quái nó đánh tét bét cái đầu này luôn rồi. Gãy xương sống tét xương sườn luôn rồi. Chị hả? Sư phụ đang ở đâu? Đang lại hôm 7 tháng nè. Đang làm gì ngoại? Đang ngồi nhậu vợ 7 tháng. Trời trời. Nữa rồi. Con nội bắt giới ngoại không? Bắt. Lão chưa đang nhậu với lão Tông nè. Nói nghe nè, đi vô đây nè, chủ nhà đại nhậu có tốn tiền. Vậy hả? Ừ. Được cái lão Tông tới này. Chúng con nguyện cầu Tôn Sư Phụ xuống trần gian tiêu diệt loài yêu quái à. Nhờ xuống đây phim diễn cứu động mà đâu phải bắt tay cái thi mới xuống đây. Mình bây giờ đẹp đẹp không ông nội ơi, chắc lão Tư chuyện hộ khẩu xuống đây ở luôn quá. Trời ơi, thật mê gái ham ăn mà nó tu thành kết quả rồi đó. Xuống cái trang như hổm mà. Đó, cho đầu đựng nè. Trời ơi, chị là cháu ở nhà đó. Thôi đợi lão Tư chút xíu à. Chết, chết tôi rồi. Chị mới thấy đi đâu mất tiêu rồi. Ai? Đâu phải thế này đâu. Chị là người đẹp chạy lại lấy rồi. Sao lưng không? Tôi thấy cái nhà này, tôi nói trong này. Ây da, để theo quyền phim béo đầu tiên không thấy ai đâu. Trời ơi, xin mời mẹ. Để à, ý người đẹp. Ây da, thấy ai đâu chứ chịu nha. Chị áo đẹp, ơi. Người đó
lão Chu gia nghe. Chào mừng lão Chu với ai cũng đẹp ở trong này. Sư huynh gia, hãy đứng tay chi sư huynh đâu. Để vũ ấp mình giờ đẹp đẹp không hả? Dù đi mở mở mở. Trời ơi, để chơi. Ai, yêu quá. Tôi không biết lão Chu. Sư phụ đồng ơi, giết nó được. Lão Tông cách tới ghẹn của anh đây. Thế còn khí giả người, tôi đã nó làm mặt vậy hả? Mày hả? Giết nó xuống, giết nó, giết. Lão Mạnh, Lão Mạnh, Lão Mạnh, Lão Mạnh, Lão Mạnh. Để chú, để chú anh đây. Thế còn heo mập hay hả? Heo mập nó là người nè. Giết nó, giết nó còn mập. Ừ, đất quý không nói chết thì cần ngọt nước. Tóc giả sao? Ý trời ơi, tóc giả thì ai vậy? Trời ơi, lửa bắn vô số lương thi chân mà tưởng lương chúa động ma quà. Vũ có bắn vô số con lửa bắn hay sao? Ngâm anh giả luôn. Bà nội cha mày ra là mày đã sợ đến mệt đến chết. Quán viên thùng nước dựng quỷ hết tinh thần luôn hết, có thấy được. Ai kêu hả? Ai? Trời, đánh thiệt kìa. Tôi đá cho hết rồi, bán vé số luôn. Anh em đánh thiệt kiểu này đánh lộn hoài. Ai kêu đánh mình tao hả? Ai kêu vô đây? Ai? Bán vé số dùng vũ, dân vũ kêu vậy. Ai? Đi. Ai nghe là thầy chủ à? Nghe là ông thầy, trời đất. Thằng quỷ đừng có lặng thầy chùa đến mình từ hồi nãy giờ. Trời ơi, nghe thầy báo giờ, chặt đâu. Để rửa lại lần nữa đây. Cút này á. Chặt đâu mà vệ sinh rửa phòng nào lắm chứ. Ê, đã lặng nữa, đã lặng nguyên canh. Trời ơi. Đi trời đất ơi, trời. Đi trời đất ơi, trời. Con quỷ đi bồng ruột. Tôn ruột. Cục nước đá, trời ơi, chứ không phải ruột lắm chứ ơi. Trời ơi, cục nước đá, nó ruột, tồn ruột lắm. Đá nè, chúng đâu tàu dưới hán cũng có lớn. Tàu cũng thèm luôn. Chạy đâu đi. Chạy đâu. Chạy thù. Chạy thù gì hoài vậy? Nãy giờ tới như con nhớ không? Nhớ rồi. Vậy mẹ con ơi. Nhiều vậy? Này nè. Trời ơi, dép lào. Trời ơi, dép lào dài hơn nửa thước. Cái đầu kì ấy. Rồi nhẹ nhẹ nha, anh em ơi, quánh lộn trong này nghe đi chung xe. Nhớ lão thầy chùa. Tàn ác, lợi dụng quánh thiệt. Chết rồi. Chết phèo rồi tôi. Chết khỏi chặt. Khỏi chặt đầu tới vậy cũng lo. Khỏi chặt đầu. Có đâm chụp nhà có chứ ý. Tao đến vậy. Ông Mỹ Trang không khá tiền cho tao. Thôi chặt đầu đi đánh thiệt không à. Đánh tướng luôn trời. Cho toàn bộ được là buổi lễ bái quan lại chiếc linh cụ cùng bà Nguyễn Thị Tư bốn lại sau cùng. Toàn bộ chú ý chuyện gì hà lễ. Nghĩ nghi lễ bái quan bắt đầu. Lễ nhất tơ bái
nhập nhà nội nào đâu chuyện dễ, có quan tài nặng cả ngàn cân, khuyên anh em hết giả hết lâu, hò lưng cổ bán em thần mộ. Lạnh lùng buồn thiêu, đời lắm yêu phiền sóng tố trên mi. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay trăm chiều nắng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu lời ru em đềm tha thiết từng đêm, dù cho gian nan khổ đau mẹ không than vãn một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con trong lúc tuổi còn son, như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ còn lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian trôi qua thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trong lúc tuổi còn son, như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ còn lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian trôi qua thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài, nhớ thương muôn đời.